Liên tiếp trong hai ngày 26 và 27 tháng 2, người dân ở các xã ven biển tỉnh Phú Yên trúng đậm mực ống và mực cơm. Mực xuất hiện nhiều ở vùng biển gần bờ huyện Tuy An. Những ngày gần đây, mực ống và mực cơm xuất hiện khá dày tại khu vực mái nhà thuộc xã An Hải, cách bờ biển khoảng 2 hải lý. Các phương tiện có công suất từ 25 mã lực trở xuống, với 3 lao động, có thể khai thác được từ 1,2 đến 1,5 tạ mực ống và mực cơm mỗi đêm. Đặc biệt, trong đêm 26 tháng 2, nhiều phương tiện khai thác được gần 3 tạ mực. Bình quân 1 kg mực ống và mực cơm từ 30 đến 35 con với giá bán từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng 1 kg. Do sản lượng khai thác và giá tiêu thụ cao nên sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi chuyến biển, ngư dân có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi đêm. Bà con rất phấn khởi. Ngư dân cho biết thêm, mực ống và mực cơm xuất hiện quanh năm. Tuy nhiên, mực ống và mực cơm chỉ xuất hiện dày từ 3 đến 5 đêm mỗi khi biển động.